Alpha Hospitalist Group là đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Fountain Valley và Orange Coast Memorial. Chúng tôi lo thủ tục nhập viện và chăm sóc bệnh nhân 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Chúng tôi có bác sĩ nói tiếng Việt và tận tình chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Sau đó chúng tôi sẽ nhắn lại cho bác sĩ gia đình để tiếp tục theo dõi mọi chi tiết. Xin liên lạc bác sĩ Chi Đạo Nguyễn 949-200-6079, 949-200-6079. Nguyễn Giang xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 ở Orange County, 16.8 trên SOG và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, theo như thông lệ hàng tuần thì chương trình giải đáp y học do bác sĩ Chi Đạo phụ trách, bác sĩ Chi Đạo tốt nghiệp y khoa tại Hoa Kỳ, chuyên về nội khoa, hiện giờ bác sĩ nội trú tại hai bệnh viện là bệnh viện Fountain Valley và Orange Coast Memorial Hospital, gọi tắt là Alpha Hospital Group. Và đây là cái số điện thoại mà khi nào quý vị nhập viện đó, cần gấp emergency mà cần cái sự giúp đỡ của bác sĩ Chi Đạo thì xin quý vị gọi cho bác sĩ ở số 949-200-6079. Nguyễn Giang xin nhắc lại một lần nữa là 949-200-6079. Và Nguyễn Giang xin mến chào bác sĩ Chi Đạo. Dạ, xin kính chào anh Doanh và kính chào quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, trong cái chương trình giải đáp y học thì mỗi tuần thì bác sĩ Chi Đạo đều đưa ra một cái đề tài khác nhau. Thì cái đề tài ngày hôm nay bác sĩ muốn gửi đến quý vị của đài truyền hình VBS là đó là cái bệnh suy tim. Dạ. Đó. Thì để trước khi vào cái đề tài chính á, thì Nguyễn Giang có một cái thắc mắc nhỏ với bác sĩ là thưa bác sĩ, giữa cái suy tim và trụy tim nó có khác nhau ở chỗ nào không bác sĩ? Trụy tim, xin giải thích với anh Doanh là bệnh trụy tim á, là do mình bị có những cái mạch máu mà nó giúp nuôi sống trái tim mà nó bị nghẽn á, thì mình sẽ bị đột quỵ tim. Đột quỵ tim là trụy tim á. Thì nếu mà những mạch máu đó mà nó bị nghẽn á thì mình dẫn tới bị heart attack, là bị đột quỵ, thì cái đó là đột quỵ tim. Thì đột quỵ tim hay là trụy tim thì là một cái lý do chính dẫn tới cho bệnh suy tim. Thì bệnh suy tim nó có nhiều lý do lắm. Có những người uống rượu, hút thuốc, chơi thuốc xì ke hay là cocaine. Có những bệnh tuyến giáp trạng hay những bệnh khác, cường giáp cũng có thể dẫn tới bệnh suy tim. Nhưng mà đột quỵ tim là lý do chính. Thì cái đó là hai cái khác nhau. Mà khi mà mình bị suy tim á, có nghĩa là cái tim mình nó yếu xuống, nó không có bơm được. Có hai lý do mà bị suy tim. Một là nó yếu xuống, nó không có bơm đủ. Thường nó bơm ra cũng phải 60% máu, thì nếu mà nó yếu xuống nó có thể bơm 40, 30, 20 hoặc là 10. So cái đó là cái pump, cái hệ thống bơm của nó bị yếu. Còn cái thứ nhì á là khi mà cái giống như mình bị cao huyết áp lâu ngày á, nó làm cho cái bắp thịt của cái tim nó bự lên. Thì cái bắp thịt cái tim nó bự lên nó có thể làm cho mình không có giãn, co giãn cái tim nó không có co giãn được, thì nước máu nó không có vô đầy đủ, thì nó không có bơm ra đầy đủ. Thì nó có thể làm cho mình bị suy tim. Và khi mình bị suy tim á thì nước sẽ vô trong phổi, máu vô trong phổi, mình sẽ bị khó thở. Cái đó là cái lý do chính mà người ta phải vô bệnh viện là vậy. Người ta đi vài bước cái là người ta bị khó thở. Người ta nếu mà mình nằm ở nhà là mình sẽ chết tại vì mình không thở được. Cái thứ nhì nữa là nó làm cho mình sưng cái tay, cái chân. Thì đau, nó sưng lên thì nó đau, nó nặng nề, đi cũng không có nổi. Không có khỏe, không có ăn uống được. So không có nằm ngủ được. Sau khi nằm ngủ họ phải có khi phải ngủ ngồi nữa. Khi ngủ một đống cái gối để ngủ để thở mới được. Những cái đó là những dấu hiệu mà người ta bị suy tim mà mình cần phải chẩn đoán cho họ. Và có một cái mà chẩn đoán tim á, mình đo cái máu á, coi cái chất BNP. Nếu mà nó cao á, nó cũng là dấu hiệu bị suy tim. Giống như mấy lần trước mình nói về bệnh trụy tim hay đột quỵ tim. Nếu mà cái chất troponin mà nó cao á, có nghĩa là cái muscle của cái tim nó bị chết. Là mình có dấu hiệu cái đó nó bị cái tim mình bị đột quỵ. Cái mạch máu mà nó
giúp cho cái cơ bắp của cái tim nó bị nghẽn. Thì cái đó là bị trụy tim. Dạ. Dạ vâng, qua cái sự chia sẻ của bác sĩ Chi Đạo thì Nguyên Anh được biết là bác sĩ vừa mới trình bày là khi mà chúng ta bị cái trường hợp như pulmonen á, tức là nó sẽ đưa tới cái tình trạng heart attack phải không thưa bác sĩ? Dạ, khi mà mình bị heart attack thì nó làm cho cái troponin nó cao lên. Dạ. Dạ. Đó, thì nếu mà chúng ta bị cái trường hợp, tại vì nếu mà chúng ta heart attack mà chúng ta không có một cấp cứu liền á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính mạng. Thì xin bác sĩ hướng dẫn thêm cái vấn đề. Dạ, cái đấy chúng ta bị... cảm ơn anh John. Khi mà mình bị heart attack á, thì nó nếu mà mình vô trong bệnh viện kịp thời, giống như nó kêu là thì giờ là cái cơ bắp của cái tim. Nếu mà mình vô trong vòng 1 tiếng 2 tiếng, thường thường phải vô ngay lập tức, xong rồi người ta sẽ dẫn cho mình vô cái cath lab, có nghĩa là cái chỗ mà người ta thông tim. Thì nếu mà người ta thông trong vòng 90 phút á, thì nó có thể là mở cái mạch máu ra. Rồi cái bắp thịt tim nó có thể cứu được. Còn nếu mà cái bắp thịt tim mà mình không cứu được á, nó sẽ dẫn tới mình bị suy tim, nó không có bắp bình thường nữa. Cái chỗ đó nó chết, nó không có di chuyển được nữa, nó sẽ làm cho mình bị suy tim. Mình không có... Như là bác sĩ vừa mới chia sẻ thì bác sĩ nó tim mà tại sao mà nó làm cho ta phải chân đau rồi di chuyển khó khăn là tại sao bác sĩ? Khi mà mình bị suy tim á, thì nó bơm không có đầy đủ nữa thì máu nó ra trong phổi rồi mình không thở được, rồi máu nó ra trong chân, rồi nó sẽ bị sưng cái chân lên. Máu nước đồ nó ra nước nó vô chân với vô phổi thì nó sẽ làm sưng lên. Dạ vâng. Và để mà mình ngăn ngừa cái mà như bác sĩ vừa nói là để ngăn ngừa cái suy tim từ cái vấn đề cao huyết áp hoặc là cái vấn đề bị heart attack, thì như bác sĩ vừa nói tất cả những cái nguyên nhân, tức là nó đau ngực nè vân vân, là chúng ta phải cấp cứu trong bệnh viện liền, không thôi là nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà để ngăn ngừa những cái đó thì những người bệnh nhân cần phải làm gì để mà ngăn ngừa cái này thưa bác sĩ? Rất là câu hỏi rất là quan trọng. Là cái bệnh suy tim nó là một cái triệu chứng, triệu chứng khó thở, triệu chứng sưng, nhưng mà cái lúc nào mình có triệu chứng mình cũng suy nghĩ tới cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó là do mình bị đột quỵ tim. Và nguyên nhân của cái đột quỵ tim là do mình hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều mỡ quá, béo phì, tiểu đường, cao máu, vân vân. Thì để mà mình giải quyết cái vấn đề suy tim á, thì mình phải đi lại mấy bước để mình giải quyết những cái vấn đề kia. Là mình phải tập thể dục, mình phải ăn ít lại vừa đủ, mình phải giữ sức khỏe, ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ, đừng có để bị stress, đừng có để bị căng thẳng, và vân vân, những cái đó mình cần. Còn suy tim riêng á, thì mình đừng có uống nước nhiều quá, mình đừng có ăn chất muối nhiều quá, nó có thể làm cho đọng nước lại. Thì cái cách chữa cho cái bệnh suy tim đó là mình cho những cái thuốc để cho nó giúp cái bắp thịt của tim nó kêu là remodel, để nó thay đổi, để nó tốt hơn. Và cái chính là mình cho thuốc lợi tiểu để lấy bớt nước ra thì mình mới thở tốt hơn và mình không có sưng cái chân. Đó, qua cái sự hướng dẫn của bác sĩ Chi Đạo thì quý vị nếu mà chúng ta có những cái trường hợp như bác sĩ vừa mới nêu ra đến quý vị về vấn đề suy tim đó, thì thứ nhất là quý vị đừng có để chúng ta bị bệnh, bị stress, depression nhiều, tại vì hai cái yếu tố đó sẽ rất là phương hại đến sức khỏe. Thì thưa với bác sĩ là ngoài cái vấn đề mà bác sĩ cho thuốc hoặc là đi thông tin vào trong bệnh viện vân vân, thì ngoài cái vấn đề mà bác sĩ vừa mới nói là phải exercise, tập thể dục vân vân, không có lạm dụng cái alcohol hoặc là hút thuốc lá, thì ngoài ra cái vấn đề dinh dưỡng thì cần phải kiêng cữ gì thưa bác sĩ? Không hút thuốc lá, không chơi thuốc xì ke, không có ăn đồ ăn fat giống như là béo phì. Bệnh tiểu đường thì mình phải ít đường lại, còn bị bệnh cao huyết áp thì mình đừng có, nói chung là mình không có ăn chất muối khi mà mình có bệnh tim, nó có thể làm đọng nước lại. Và tập thể dục thì giúp cho cái tim nó mạnh hơn. Giúp cho cái bắp thịt tim nó mạnh hơn. Và cái quan trọng là khi mà cái tim của mình nó được tập thể dục á, thì mình khi mình đo cái nhịp tim á, thì cái tim, nhịp tim bình thường là từ 60 cho tới khoảng 90. Nếu mà mình cái tim mình nó mạnh á, thì nó
cái nhịp tim mình nó sẽ thấp xuống. Dạ. Cả chừng nếu mà nhịp tim mình đập cả chừng 60 có nghĩa là nó bóp một lần là nó sẽ chạy được một thời gian dài rồi nó mới bóp nữa. Dạ. Còn nếu mà cái nhịp tim mà 100 á, thì nó phải bóp mạnh liên tục nó mới bóp đủ máu. Dạ. Thì nó sẽ khi mà nó bóp nhanh quá nó sẽ làm cho yếu cái tim đi. Dạ. Thì có một cái trường hợp thì ở trong bệnh viện có rất là nhiều bệnh nhân vào bệnh viện do bị suy tim, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt giống như là những cái bệnh nhân này, một cái bệnh nhân này vào bệnh viện tại vì mình thấy là bị suy tim nhưng mà cái tim họ đập mạnh do bị tuyến giáp trạng của họ lâu ngày mà người ta không có để ý á, thì họ bị bệnh cường giáp. Thì bệnh cường giáp nó làm cho cái tim đập nhanh mà họ không có để ý, khi mà cái tim họ đập 120 mà họ lúc nào cũng lo lắng căng thẳng là do bệnh cường giáp. Thì cái bệnh đó nó làm cho cái tim đập nhanh, khi mà cái tim đập nhanh lâu ngày nó làm cho cái mình bị dẫn tới suy tim, tại nó yếu cái muscle, cái bắp thịt của cái tim xuống. Thì nếu mà mình để ý mình có thể bấm cái mạch máu của mình. Mình đo chỉ ở chừng 15 second, 15 giây coi nó đập mấy cái rồi mình nhân lên 4 rồi mình kiếm được là trong 1 phút nó đập bao nhiêu lần. Thì nếu mà nó đập nhanh quá thì mình đi bác sĩ để coi cái lý do tại sao. Còn nếu mà mình tập thể dục á thì mình có thể giúp cho cái nhịp tim nó chậm lại. Và như vậy nó làm cho cái tim mình nó mạnh hơn, khỏe hơn. Và thưa bác sĩ vừa mới trình bày đến cái vấn đề mà suy tim do bị tuyến giáp trạng. Cái này Nguyễn Anh cũng chưa hiểu rõ lắm thì xin bác sĩ hướng dẫn một lần nữa là tại sao mà chúng ta bị cái tuyến giáp trạng mà nó làm cho nên ảnh hưởng tới cái tim thưa bác sĩ. Thì tuyến giáp trạng là nó nằm ngay cái cổ ngay đây. Thì có nhiều người á nó bị cái tuyến giáp trạng nó cao hoặc là tuyến giáp trạng thấp. Thì tuyến giáp trạng cao có nghĩa là cái thyroid, cái tuyến giáp trạng mình nó làm cái thyroid hormone nhiều. Thì cái thyroid hormone là giống như là mình kêu là cái master, giống như cái chủ của cái cơ thể, giống vậy. Nó làm cho nó giống như là năng lượng của mình vậy, nó làm cho tim đập mạnh khi mà nó cao á. Tim đập mạnh mình lúc nào mình cũng lo lắng, lúc nào cái lo lắng rồi mình có thể bị tiêu chảy nữa, tại vì cái gì nó cũng chạy nhanh hết á. Cái tim cũng chạy nhanh, cái đầu nó cũng chạy nhanh, cái hệ tiêu hóa của mình nó cũng chạy nhanh. Còn nó mà thấp á thì mình dễ bị depressed. Cái tim đập chậm. Mình dễ bị bón. Mình cái đó hai cái khác nhau giữa cái hyperthyroid với lại hypothyroid. Thì khi cường giáp hay là suy giáp. Thì khi mà tim đập nhanh mà lâu ngày mà mình không để ý, với lại cái bệnh này á nó chữa được, nếu mà nó bị thấp á thì mình uống thuốc thyroid hormone nó chữa được, còn nó cao á mình cũng có thuốc để uống để cho nó hết. Thì nếu mà nó chữa được á thì mình nên phát giác ra kịp thời để mà mình chữa nó, còn chứ còn không nó dẫn tới suy tim, khi mà nó đập nhanh nhiều quá nó làm cho cái tim yếu xuống dẫn tới suy tim, thì tới lúc đó mình cũng khó mà thay cái tim được. Còn thuốc mà uống thì cũng được phần nào thôi. Thì như qua cái sự chia sẻ của bác sĩ Chi Đạo, bác sĩ nói về vấn đề suy tim á, thì thưa bác sĩ, trong cái cơ thể con người đó, nói chung tất cả các bộ phận á, cái nào bộ phận nào cũng quan trọng hết á, gan, thận, phổi vân vân, bao tử vân vân đều là quan trọng, nhưng cái tim á là phải yếu tố quan trọng nhất, tại vì cái tim á nó mang đến cái sự sống và cái hơi thở cho chúng ta. Thành ra qua cái sự hướng dẫn của bác sĩ Chi Đạo thì quý vị cũng nên, nếu chúng ta có những cái triệu chứng như vậy á, thì chúng ta phải đi vô bệnh viện hoặc là chúng ta phải thăm hỏi với bác sĩ gia đình của chúng ta đó, để mà chúng ta chẩn đoán. Thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ đó, là nếu mà chúng ta bị có cái vấn đề về phổi, về tim, hay là vấn đề nó do bị tuyến giáp trạng vân vân, thì bác sĩ yêu cầu là quý vị nên không uống rượu, hút thuốc hay là xài những cái chót chẳng hạn. Và vấn đề dinh dưỡng, chúng ta ngủ đủ, ăn uống đầy đủ, tránh mỡ và tránh tất cả những cái mà nó làm táo bón để cho chúng ta bị ảnh hưởng đến tim, phải thưa bác sĩ? Thì anh Doanh nói rất là chính xác cái chỗ là nếu mà cái tim mình yếu á, cái cuộc sống của mình sẽ không có tốt nữa. Mình không có thở được, mình không có đi được. Khi mà cái tim mình mà mình
mình đi 10 bước mà mình hít thở hít không khí rồi mình thì cái cuộc sống của mình nó sẽ rất là tệ. Thì mình phải chăm sóc cho cái tim của mình bằng những cái đó. Vâng, và để cho thư giãn trong cái chương trình về tim thì quý vị cũng biết là khi mà nói biểu tượng về tình yêu là lúc nào người ta cũng nói về trái tim hết trơn á. Thành ra quý vị mà đã yêu, đang yêu và sẽ yêu thì chúng ta cũng phải cần bảo vệ cái trái tim của chúng ta. Và kính thưa quý vị, ngoài bác sĩ chỉ đạo nội trú tại hai bệnh viện Fon Valley và bệnh viện Orange Coast thì bác sĩ lại phụ trách thêm, giúp đỡ thêm cộng đồng chúng ta qua cái chương trình We Care Hospice. Và cái số phone để quý vị liên lạc là 714-503-0068. Và Nguyễn Anh xin nhắc lại một lần nữa là 714-503-0068. Và quý vị gặp chị Su hoặc là chị Hà ở đây sẽ tiếp chuyện và sẽ giải thích cho quý vị. Và trong cái chương trình này thì bữa nay bác sĩ cũng nói sơ qua về vấn đề hospice để Khi mà mình nói về bệnh tim á, thì hospice là những cái chương trình giúp đỡ cho những bệnh nhân mà về cuối đời khi mà mình không làm gì được nữa. Thì cái bệnh suy tim này cũng là khi mà tới một cái mức mà mình không những là đi bộ khó thở mà mình nằm im một chỗ mình cũng khó thở. Và cái tim mình nó dưới 10% nó chỉ bóp ra khoảng chừng 10% thôi hoặc là ít hơn. Thì lúc đó là bệnh nhân đó cũng phải vào chương trình hospice để mà mình có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì cái cách chữa của mình không phải chữa để cho hết nữa, tại vì mình không có chữa hết được, mà là chữa để cho nhẹ nhàng, là giúp cho bệnh nhân tới cái lúc cuối đời rồi họ có thể ra đi nhẹ nhàng, không có đau đớn gì, và có người thân xung quanh để mà chăm sóc cho họ. Thì khi đó cái chương trình hospice của WeCare có thể gửi y tá tại nhà và giúp đỡ cho họ. Đó là cái bác sĩ chỉ đạo vừa nói sơ qua cái tổng quát về cái chương trình mà We Care Hospice, tức là cho những quý vị mà cuối đời, thứ nhất là tuổi tác đã cao hoặc là có những cái bệnh nan y mà không qua tất cả các cái điều trị mà đều bó tay hết á, thì quý vị hãy vào cái chương trình này và sẽ được chính phủ tài trợ. Thì nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết nữa, Nguyên Anh xin nhắc lại cái số phone của WeCare Hospice là 714-503-0068. Và quý vị gặp chị Su hoặc là chị Hà sẽ giải thích đến cho quý vị. Còn riêng bác sĩ chỉ đạo thì bác sĩ là Nguyên Anh nhắc lại một lần nữa là khi nào quý vị nhập viện một cách khẩn cấp vào trong hai bệnh viện Fon Valley và bệnh viện Orange Coast mà cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của bác sĩ chỉ đạo hoặc là ở trong cái Alpha Hospital Group á, thì quý vị gọi cho bác sĩ chỉ đạo số phone 949-200-6079. Nguyên Anh xin nhắc lại một lần nữa là 949-200-6079. Và cảm ơn bác sĩ chỉ đạo đã bữa nay đưa ra một cái đề tài về suy tim. Thì trước khi chấm dứt chương trình, xin bác sĩ có một cái nhìn tổng quát về cái này để cho quý vị khán giả của đài truyền hình VBS một lần nữa để hiểu rõ tất cả những cái vấn đề mà nếu chúng ta không mà take care thì là cái bệnh suy tim nó rất là quan trọng. Thì khi mà quý vị có bệnh cao máu, cao mỡ, tiểu đường, và có những vấn đề như hút thuốc hay là uống rượu, thì quý vị nên cẩn thận với sức khỏe của mình để giữ gìn sức khỏe, lo những cái đường, cái muối, cái đồ ăn, rồi mình phải tập thể dục, rồi mình lo cho cái nếu mà mình lên cân do mình bị động nước lại cái đó nó cũng có là những dấu hiệu của bệnh suy tim. Thì cái tim mình nó có thể bóp yếu lại, hoặc là nếu mà huyết áp mà không có kiểm soát nó có thể bị không có giãn ra được và nó không có đầy nước vô được để mà nó bóp nước, bóp máu ra được, thì sẽ dẫn tới bệnh suy tim. Và những cái dấu hiệu là mình nằm ngủ mà mình không có nằm thẳng được, mình phải nằm mấy cái gối, mình không có thở được khi mình đi bộ, mình có thể bị đau ngực và sưng cái chân, thì những cái dấu hiệu đó mình cần phải đi bác sĩ gia đình và bác sĩ tim để mà giúp đỡ mình chẩn đoán và chữa trị. Dạ vâng.
Và kính thưa quý vị, như là qua cái sự chia sẻ của bác sĩ Chi Đạo đó, khi mà cái bệnh suy tim á, thì nó đưa đến cái trong chúng ta các quý vị cao niên hoặc là trẻ cũng bị nữa. Thứ nhất là bị cao huyết áp, rồi ba cao một thấp là tiểu đường hay là cao mỡ vân vân, thì nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề tim. Thì nếu mà chúng ta ảnh hưởng tới vấn đề tim á, thì thứ nhất chúng ta khi nó còn nhẹ chúng ta phải liên lạc với bác sĩ gia đình gấp, để bác sĩ gia đình tạo điều kiện giúp chúng ta. Còn nếu mà cái trường hợp nó hơi nặng chút xíu nữa thì bác sĩ gia đình sẽ chuyển chúng ta đi một bác sĩ chuyên khoa về tim. Nếu mà mình không thở được thì mình gọi 911 để cho bệnh viện liền, là vô bệnh viện bác sĩ gia đình. Đợi bác sĩ gia đình là mình xong rồi đó. Thành ra quý vị phải lưu ý và quan tâm tất cả những cái vấn đề đó, tại vì trong cuộc sống của chúng ta ai cũng vậy hết á, cao huyết áp, cao mỡ, rồi tiểu đường vân vân, thì tất cả những cái đó mà nó gom vô nó cũng ảnh hưởng tới cái tim. Và thứ nhất đó, như bác sĩ khuyến cáo quý vị đó, là khi mà chúng ta cái tim của chúng ta có vấn đề thì thứ nhất chúng ta đừng có để cho người chúng ta bị stress và đừng có để bị depression. Đồng thời chúng ta phải exercise, rồi chúng ta phải vấn đề dinh dưỡng, chúng ta phải ăn, chúng ta kiêng mỡ, kiêng uống rượu, kiêng hút thuốc lá vân vân. Và xin bác sĩ, chúng ta đã hết giờ, xin bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ, kính chào quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe. Vâng, Nguyên Danh và bác sĩ Chi Đạo được lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình Giải Đáp Y Học mà do bác sĩ Chi Đạo phụ trách lần tới. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng VBS trên băng tầng 57.6 của Orange County, 16.8 ở trên SOG và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Bác sĩ Chi Đạo và Nguyên Danh xin tạm biệt quý vị. Dạ.